các bạn. Đây là dải bóng đá sân nhân tạo. Dải này size từ 38 cho tới 44 nha các bạn. Dải này da bóng, da rất là đẹp. Đế dài mai full đế hết nha các bạn. Này sản xuất tại Việt Nam đấy các bạn, công ty dày Thái Dương sản xuất. Đôi này giá 300.000 một đôi nha các bạn. Đây, tôi chơi bành ở đây rất là đẹp.